Minh Hằng bị bạn trai cũ đến tận đầu phai tìm, làm bạo loạn chạy lên ôm chặt cứng suýt đứng tim. Nữ huấn luyện viên ngại ngùng trước màn thả thính lộ liệu của anh chàng trong phòng casting của The phai Việt Nam 2018. Buổi casting The phai 2018 trở nên sôi động hơn rất nhiều với sự xuất hiện của những anh chàng thí sinh điển trai. Đặc biệt nhất là sự xuất hiện của anh chàng Quang Lý Bình đứng trước mentor Minh Hằng không chỉ với tư cách là thí sinh, đây còn được xem là một sự tái ngộ sau MV Anh ở đâu phát hành cách đây 4 năm mà Lý Bình tham gia với tư cách bạn diễn của Minh Hằng. Trong MV có rất nhiều cảnh tình tứ, một trong số đó là cái ôm ngọt ngào của Minh Hằng và quan Lý Bình. Mentor Minh Hằng trần tình rằng, thời điểm quay MV với những cảnh ôm nhau, cô có cảm xúc nhưng chỉ một xíu. Quan Lý Bình bồi đắp và giải thích một cách hấm hỉnh, bồi thêm ý vì sao lúc đó anh không gây được ấn tượng mạnh từ cô ca sĩ xinh đẹp này lúc đó cơ ít bây giờ tăng cơ có cơ bắp hơn mà kết thúc lời nói tiếp sau là những cử chỉ mạnh dạn của quan lý bình khi tiến tới ôm chầm lấy minh hằng sự mạnh dạn trong màn thả thính lộ liễu của lý bình khiến hai nữ giám khảo còn lại là thanh hằng và hoàng yến không nhìn được cười Riêng giám khảo Minh Hằng, cô có chút hơi ngượng ngồm trước màn thả thính tạo bạo này của Lý Bình. Thí sinh Nguyễn Hồng Đức khi bước vào xét chụp với một tâm lý khá dày dặt, không thể giải phóng được tất cả cơ mặt và mang đến sự gượng gạo trong phần thử thách photoshoot. Nhưng sau phần giao lưu và chấp nhận một thử thách từ mentor Võ Hoàng Yến, anh chàng này đã có phần thể hiện khá tốt. Ngược lại với quan lý bình, Trương Thanh Long lại được đánh giá cao bởi sự vừa vặn trong cảm xúc anh đặt để vào từng tạo hình ở gương mặt. Đàm Quang Phúc đã khá quen thuộc với những buổi chụp hình photoshoot và đích thị là thử thách này không thể làm khó được anh. Anh chàng Tôn Kinh Lâm cũng khiến các giám khảo thổn thức bởi vẻ nam tính của mình. Đỗ Duy Minh khoe về các tính năng động trong thử thách chụp hình bộ ba cố vấn chuyên môn vẫn thể hiện sự quyền uy và công tâm trước mỗi vòng thi của các thí sinh nhưng các mentor trung quy vẫn là phái nữ chắc chắn sẽ không giấu nổi sự phấn khích trước dạng thí sinh nam sở hữu vẻ ngoài vô cùng tỏa sáng đặc biệt là nụ cười chạm đến thương hiệu của rất nhiều những anh chàng